Bạn nào có nhu cầu mua ạc Liên Quân Mobi Free Fire giá rẻ có thể truy cập vào shop quanglinh.net. shop quanglinh.net bán ạc Free Fire Liên Quân Mobi giá rẻ, có thử vận may 15k 25k nhận ngay ạc khủng. Ôi, làm lớn làm lớn. Ôi, ồ, đi mua hết rồi nhỉ? Nấu nước sôi để như thế này. Đây, có lượng chưa? Ném vào đây bữa hôm qua mua mà hôm nay mới làm. Không có nơi mà để con lợn để vào nhà bếp. Bắt lại. Con lần này lần nhỏ nha các bạn. Lần này là tầm 500.000 tiền Việt. 500.000 tiền Việt Nam nhé. Được rồi, đi. Ê. Đưa anh cứu chó. Trời. Đi ra làm lớn nha các bạn. Ăn dần nha các bạn, không ăn hết được. Tầm hôm nay ăn một tí thôi, còn để lại nó tủ lạnh để cứ ăn dần. Tại vì có 6 người ăn làm gì hết được. Bây giờ làm than rồi quay nữa được. Cái lồng này thì lòng này tí làm bỏ tủ lạnh. Ôi, có lợn rẻ thật, 500.000 tiền Việt nha các bạn. Một con lợn như thế này 500.000 tiền Việt, 10.000 quan giáp bên này. Bye bye Fikali. Fikali camera Fikali episode. Si pamria ya mucho rápido. Tamam. Mai beloku, dah beloku. Macam mana auto? Ung ali ya, mak usah mai ung, usah mai ung beloku. Cai, cai. Bapak ima, cai. Con lợn siêu to, siêu khổng lồ, siêu cay. Chọc cho cao cao thì cháy. Không lại cháy chết. Đấy. Giờ ừ. Hồn lá. Ừ.
À, quá chứ. Cái gì vậy? Giờ ra đây đấy. Chơi kiểu mới. Ok các bạn, thì bây giờ đợi cho nó tầm 2 tiếng này. Đôi order đấy. Yeah, yeah, đôi order. Đấy, đôi order. Đợi xe order ăn là vừa. Là tầm 17 giờ ăn là vừa. Ăn thì anh em tôi cũng ăn không hết đâu. Nào các bạn. Nào. Cô. Ừ. Ăn thì ăn hai cái đùi đấy, còn phần trước là bỏ tủ lạnh. Yeah. Còn cắt nhỏ ra, bỏ araka là bỏ tủ lạnh. Con mà suy gì ấy gì ấy, ấy gì em để araka đi mà đi đâu? Cái đồ của mày muốn sao? Mà 2 tiếng là anh em tôi sẽ thưởng thức con lợn con thôi. Cái này lợn con nướng siêu cay siêu khổng lồ, lâu lâu mới làm một con lợn này, lâu lắm rồi, tầm 4-5 tháng rồi, bốn năm tháng rồi mới bắt đầu mua một con lợn về quay nguyên con đấy. Mấy ngày nay cũng ăn thịt rất là nhiều. Tốt rồi điều mà cắt lại vô đủ. Tốt rồi điền đấy. 10 ngày 20 ngày rồi toàn ăn thịt lợn, nấu cũng như thế, ăn buổi đêm cũng như thế mà bây giờ cũng ăn thịt lợn. Ở trong là có lá ổi, chắc chắn là sẽ thơm. Màu cho nó rực rỡ. Giống con dê, giống con dê, mình nhìn giống con dê lắm. Cái này có mật ong thì tuyệt vời luôn. Sả tế cũng ăn thua, sả tế cũng không lên màu đẹp, chỉ có mật ong lên màu đẹp thôi. Bảy chim đen, chim đen. Bảy chim này. Dạ. Làm ăn đang làm. Ê, cho cột máy. Cho máy. Amanya ung cầu bờ đó. Đào, amanya. Bảy chim Lindo, bảy chim để mai ra xem có có chim không. Ok, xong rồi nha các bạn. Thì Sally á, muối này. Thôi ăn tạm đi. Ăn nói chung là không ăn hết đâu, ăn không hết được. Chỉ còn nào có mẹ cá bồn đấy. Ăn không hết được. tí là người dân chạy vào chứ đóng cửa lại. Cái này không ăn không hết đấy, là phải để ngày mai đấy, ngày mai rồi ngày kia đấy. Team châu Phi thì không bao giờ vứt cái gì cả. Có mẹ nào cá bồn đi xuống. Nào. Đấy.
Nó đa mai nó chạy gà. Cái nó chạy gà. Không hư. Về và viết lý chú. No, it's no. Không, no. Đừng nói đây nè, đừng nói ra khi. Ok, bây giờ mời các bạn nha. Mời các bạn. Mời các bạn. Ok, ăn phần đầu à? Ăn một cái gì nữa cho nên là mình chắc cơm mà mong quá. Hiện đúng của tao này. Bây giờ nó có cái gì mà có cái đó có gì nhầm mà cái món này. Chưa. Cho các bạn xem cái đùi này. Mỗi nghề một đùi thì cho ngon, cho đẳng cấp. Đây, cho các bạn xem cái đùi này. Ui xà. Tuyệt vời luôn. Này, da này. Ui xà. Ông amigo. Đấy bà. Đi ở chỗ đã xa về ô bữa ra chỉ nông bùn. Nào nó chỉ nông bùn. Nóng quá. Hai người một đùi. Đôi về xô ung chỉ. Cắt quên đi mua muối các bạn ạ. À, quên đi mua chanh. Quên đi mua chanh. Không có chanh thì không ngon. Mời các bạn nha. Mời các bạn. Okay. Okay. Thôi chú cảm ơn chú xin. Muối hột. Muối. Này mấy cụ trẻ của mèo nào thịt à? Có cà phê yêu à? Gần rẻ đây. Lợn rẻ nha các bạn. Lợn 500.000. 500.000 tiền Việt Nam. Con này tầm 7 cân hay là 8 hay là 6 cân gì ấy. Chứ ở Việt Nam là mấy triệu đấy. Mình đoán không nhầm là mấy triệu. Bên này ấy, con dê cũng rẻ. Con dê cũng 500.000. Mà con lợn nhỏ cũng 500.000. Lợn to thì tầm 1 triệu 3, 1 triệu 2. Con bò thì 2 triệu rưỡi đấy. Con bò 2 triệu rưỡi là bò già rồi. Đấy, còn mà bò mình con me đi, con me thì nó đắt hơn. Con me tầm 3 triệu rưỡi, 4 triệu. Chập đi lên. Yeah. Hay chưa. Có một. Ngon, ngon. Chưa ngon. Ngon nhiều rồi nha. Chịp rồi. Nhưng mà mờ vẫn nhiều ấy. SEO liều. No, SEO không béo. Hả? SEO nằm tiêu rồi. Cái xe ma của nó không béo. Béo nó. Chết. Lâu lắm rồi mới ăn lợn. À, không ạ. Ngày nào cũng ăn lợn. Chết chơi không. Mình nào ăn chứ. Nấu đó, nấu cơm rồi. Nấu gì đấy. Chưa. Chưa nấu. Nấu cái gì. Nấu cơm về thịt nè. Nấu cơm về thịt chứ. Lên mô thịt lên mô á lóng gì lóng à ừ. Lóng à ừ. Lóng với bò muối đó rửa 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 nước lóng với phải bò muối ừ. Chát thì rửa là ba chứ cái thủy ính nói như cái bản mà bản làm bên tịch tô ấy là cũng nấu ăn giọng Nghệ An ấy đi tu mang lên là cô. Ruột mà không bỏ muối thì thủy ính rửa sạch ăn cái thủy ính Ok nha các bạn. Thì clip hôm nay là con lợn 37 cân 7 kg, tương đương với là 500.000 tiền Việt Nam đồng. Thì không hết. Không hết. Nào các bạn ấy. Nào các bạn. Ê xin thời gian nào các bạn. Số chủ. Cái này chắc xương nữa. Chắc xương nữa các bạn ạ. Team châu Phi là không biết ăn đâu. Không biết ăn. Đấy. Ăn mạnh khỏe. Đấy. Rất là tốt. Thì con lợn cũng rẻ thôi. Còn mà lợn đắt thì chắc chắn là không mua như thế này đâu. Là lợn có 500.000 tiền Việt Nam đấy. Cũng rẻ. Rẻ so với Việt Nam thì gấp 2 lần hoặc gấp 3 lần đấy. Thì clip hôm nay là dừng tại đây nha các bạn. Và clip này chắc ăn uống thôi chứ không đi review nha. Tại vì dịch cũng nhiều. Mà bên này dịch ấy, dịch Covid rất là nhiều. Mình không muốn đi ra đường nhiều. Cứ anh em mua đồ ăn quay trong nhà hay là trong vườn gì đó thôi. Thì
Mong các bạn luôn ủng hộ anh em tôi để anh em tôi có thêm động lực làm nhiều video hơn nữa để cho các bạn xem. Mong các bạn ủng hộ anh em tôi bằng cách đó là đăng ký kênh Quang Linh Vlog của Châu Phi và một like và một chia sẻ nhá. Chào các bạn.